trên tuyến biên giới đường bộ Việt Nam và Lào. Hiện tại chỉ duy nhất ở khu vực cửa khẩu Lao Bảo - Đan Sa Văn đã thành lập hai khu kinh tế. Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo - Việt Nam và khu thương mại biên giới Đan Sa Văn - Lào đối xứng nhau. Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet xây dựng đề án xây dựng khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Việt Nam - Đan Sa Văn - Lào, đề xuất hai chính phủ cho phép thí điểm thực hiện. Trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào dài 2.340 km, đến nay đã hình thành 8 cặp cửa khẩu quốc tế. Riêng tỉnh Quảng Trị có 2 cửa khẩu quốc tế đường bộ Lao Bảo và La Lai. Xuất phát từ vị trí chiến lược của tuyến đường chính và điều kiện tự nhiên thuận lợi tại khu vực hai bên cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị và Đan Sa Văn, Savannakhet, Lào. Năm 1997, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã thống nhất chủ trương nghiên cứu xây dựng khu vực Lao Bảo - Đan Sa Văn thành khu vực thương mại tự do với các cơ chế chính sách ưu đãi vượt trội, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của hai bộ chính trị, năm 1998, Chính phủ Việt Nam đã ban hành quyết định số 219 về quy chế khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo - tỉnh Quảng Trị, sau đổi thành khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo. Chính phủ Lào đã ban hành Nghị định số 25 ngày 25 tháng 3 năm 2002 thành lập khu thương mại biên giới Đan Sa Văn. Xuất phát từ tiềm năng lợi thế như vậy và từ quyết tâm của chính phủ hai nước, hai tỉnh Quảng Trị và Savannakhet, hơn 20 năm trước, khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo và khu thương mại biên giới Đan Sa Văn ra đời, từng bước được đầu tư hình thành nên diện mạo của khu đô thị biên giới. Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, hai khu kinh tế đã góp phần làm thay đổi diện mạo của khu vực hai bên biên giới, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của hai tỉnh Quảng Trị và Savannakhet. Từ năm 2020 đến nay, các hoạt động đầu tư nước ngoài tại tỉnh Savannakhet, nhất là tại huyện Sepol, nơi có khu thương mại biên giới Đan Sa Văn tiếp giáp với khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo, trở nên sôi động. Hàng hóa quá cảnh từ cảng Đà Nẵng qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo sang Lào và ngược lại tăng đột biến. Năm 2020 có 620.000 lượt phương tiện với khối lượng hàng hóa 1,53 triệu tấn, trị giá 8,9 tỷ đô la. Năm 2021, khối lượng và trị giá hàng hóa quá cảnh tăng trên 30% so với năm 2020. Hai tháng đầu năm 2024, lượng phương tiện và hàng hóa qua cửa khẩu Lao Bảo - Đan Sa Văn tăng 50% so với cùng kỳ năm 2023. Từ ngày 3 tháng 12 năm 2021, tuyến đường sắt Viêng Chăn - Lào - Côn Minh - Trung Quốc chính thức vận hành, mở ra cơ hội hình thành hành lang giao thông Đông Hà - Lao Bảo - Viêng Chăn - Côn Minh, kết nối tiểu vùng sông Mekong rộng lớn. Theo nhận định của một số chuyên gia, tuyến đường này trong tương lai sẽ có nhiều lợi thế cho hàng hóa từ các tỉnh phía Nam của Việt Nam sang Côn Minh, Trung Quốc so với xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Dự báo, trong giai đoạn 2025-2030, các hoạt động đầu tư, thương mại tại khu vực Lao Bảo, Đan Sa Văn sẽ trở nên sôi động hơn nhiều khi có cảng Mỹ Thủy và tuyến đường cao tốc Cam Lộ, Lao Bảo đi vào vận hành. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, do các nguyên nhân khách quan và chủ quan, nên các hoạt động đầu tư, thương mại, dịch vụ tại khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo và khu thương mại biên giới Đan Sa Văn chưa được như kỳ vọng, nhất là khi các chính sách cơ chế đặc biệt không còn được áp dụng. Do vậy, đề án xây dựng khu kinh tế thương mại xuyên biên giới Lao Bảo - Đan Sa Văn đang được người dân tỉnh Quảng Trị, các doanh nghiệp chờ đợi và kỳ vọng sẽ đem đến làn gió mới để khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị phát triển. Đây cũng là động thái đón đầu cơ hội mới mang tầm khu vực và quốc tế. Khoảng 3-4 năm trở lại đây, hoạt động xuất nhập khẩu và khách du lịch qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tăng trở lại. Lượng xe vận tải qua địa bàn thị trấn mỗi ngày từ 5 đến 600 xe. Từ đó đã thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn thị trấn. Trong năm 2023, thị trấn Lao Bảo
tổ chức rất thành công tuyến phố đi bộ vào ban đêm đã thu hút hàng ngàn lượt du khách từ nơi khác và nước bạn Lào sang. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, mỗi ngày có khoảng 10.000 lượt du khách đến với thị trấn Lao Bảo. Rất nhiều người muốn đến khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, bản Đen Sa Văn để chụp ảnh lưu niệm, thưởng thức các ẩm thực của Lào, tham quan bảo tàng Bản Đông. Tuy nhiên, do ràng buộc về thủ tục qua lại biên giới nên không thực hiện được. Tôi nghĩ rằng có một cơ chế thí điểm áp dụng tại khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo, khu kinh tế thương mại biên giới Đen Sa Văn sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, du khách và nhân dân hai bên biên giới, sẽ thúc đẩy hai khu kinh tế cùng phát triển. Mới đây, ngày 3 tháng 11 năm 2022, Bộ Chính trị có nghị quyết số 26 về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó xác định, đẩy mạnh hợp tác kinh tế qua các cửa khẩu trong vùng gắn với hành lang kinh tế Đông Tây, AWEC, nghiên cứu thí điểm mô hình khu kinh tế cửa khẩu qua biên giới trên AWEC. Tại quyết định số 1737 ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã xác định phát triển khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo thành khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Đen Sa Văn. Với lợi thế của tỉnh Quảng Trị nằm ở cửa ngõ của AWEC về phía Việt Nam, đồng thời, khu vực Lao Bảo, Đen Sa Văn rất lợi thế về mặt bằng xây dựng hệ thống kho bãi, phát triển dịch vụ logistics, đang có sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, nhất là trong lĩnh vực vận tải, logistics. Hiện nay, trên tuyến biên giới đường bộ Việt Nam và Lào, chỉ duy nhất ở khu vực cửa khẩu Lao Bảo, Đen Sa Văn đã thành lập hai khu kinh tế, khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo, Việt Nam và khu thương mại biên giới Đen Sa Văn, Lào đối xứng nhau. Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet triển khai thỏa thuận của hai bộ chính trị và chính phủ hai nước Việt Nam và Lào về thí điểm xây dựng khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Đen Sa Văn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã có quyết định 626 thành lập tổ công tác phối hợp với hai tỉnh Savannakhet và Salavan, Lào để nghiên cứu các cơ chế, chính sách hợp tác kinh tế xã hội đặc thù, trong đó có nội dung xây dựng đề án khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Đen Sa Văn. Theo đề án đã được hai tỉnh Quảng Trị, Savannakhet thống nhất về phía Việt Nam, khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo có diện tích 15.854 ha, gồm thị trấn Lao Bảo, thị trấn Khe Sanh và các xã Tân Thành, Tân Long, Tân Liên, Tân Lập và Tân Hợp thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Về phía Lào, khu vực khu thương mại biên giới Đen Sa Văn từ Bản Đông đến biên giới Việt Nam có chiều dài 19 km, dọc theo sông Sepol và tuyến đường chính, chiều rộng khoảng 2 km, gồm 13 bản. Dự thảo đề án xây dựng khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Đen Sa Văn dự kiến vận hành theo mô hình hai nước hai khu, có chung một số cơ chế, chính sách. Đặc biệt, sẽ thực hiện thí điểm một số cơ chế chính sách vượt trội tại khu kinh tế này để rút kinh nghiệm áp dụng cho các khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới khác trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào. Các cơ chế chính sách dự kiến áp dụng tại khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Đen Sa Văn hướng tới mục tiêu tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đến đầu tư, nhất là doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư sản xuất kinh doanh dịch vụ tại khu thương mại biên giới Đen Sa Văn, tạo ra không gian phát triển chung phù hợp xu thế hội nhập và niềm tin chính trị, mối quan hệ đặc biệt giữa hai đảng và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào. Theo đề án, các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp gồm các nội dung: tạo thuận lợi về thủ tục đầu tư và vay vốn đối với doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư tại khu thương mại biên giới Đen Sa Văn; lao động Việt Nam làm việc ở các dự án tại khu thương mại biên giới Đen Sa Văn được phép cao hơn tỷ lệ lao động là người nước ngoài làm việc tại Lào theo quy định của Lào; được hưởng ưu đãi về thời gian miễn giảm thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân; được tạo thuận lợi đối với người và phương tiện vận tải qua lại trong phạm vi khu kinh tế xuyên biên giới chung Lao Bảo - Đen Sa Văn; được pháp luật hai nước bảo vệ các quyền lợi trong suốt thời gian hoạt động theo giấy phép đầu tư được cấp;
được áp dụng các thủ tục đơn giản đối với hàng hóa, phương tiện và người qua cửa khẩu Lao Bảo, Đen Sa Văn. Tỉnh Quảng Trị đang phối hợp cùng công ty City Stress Guide Hoa Kỳ nghiên cứu trình chính phủ Việt Nam và Lào các cơ chế đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi về thủ tục hải quan tại cửa khẩu, nhất là đối với hàng hóa ra vào các khu phi thuế quan tại khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo, Đen Sa Văn. Trong quá trình thực hiện và hiệu quả đạt được sẽ phụ thuộc phần lớn vào các bước triển khai cụ thể, và điều quan trọng đó vẫn là dựa trên mối quan hệ đối tác, đặc biệt là khi mà chúng tôi có cơ hội được làm việc với các quan chức chính phủ rất tài năng của Việt Nam. Chúng tôi cũng đang tiếp cận và tư vấn để xây dựng khu phi thuế quan hiệu quả cho một số tỉnh thành tại Việt Nam, bởi vì chúng tôi nhận ra rằng là các khu kinh tế, khu công nghiệp hiện đang hoạt động không hiệu quả tại Việt Nam trong một thời gian dài. Và công việc của chúng tôi đó là tư vấn, hỗ trợ, thiết lập các chính sách, thông lệ mới dựa trên các tập quán quốc tế tốt nhất. Sau đó làm việc cùng với địa phương và cả hai phía doanh nghiệp và chính quyền để đảm bảo là các thông lệ mà chúng tôi hỗ trợ triển khai phù hợp với định hướng của chính phủ về an ninh và thương mại. Thời gian qua, tỉnh Savannakhet đã lấy số liệu về khu kinh tế và xây dựng chủ trương thực hiện giao cho công ty Sake để quy hoạch. Hiện nay chúng tôi đã và đang hoàn thiện về quy hoạch, quy mô, diện tích, các cơ chế chính sách, quan điểm để bổ sung hoàn thiện đề án xây dựng khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Đen Sa Văn để trình chính phủ hai nước. Chúng tôi sẵn sàng thực hiện mô hình hợp tác có ý nghĩa này. Chúng tôi xác định để sớm hình thành và đưa khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Đen Sa Văn đi vào hoạt động thì phải tiến hành đồng thời ba nhóm nhiệm vụ. Một là phải phối hợp với tỉnh Savannakhet và cùng với các bộ ngành của Trung ương để tham mưu cho hai chính phủ ban hành hệ thống các cơ chế chính sách, trước hết là một cái hiệp định ký kết giữa hai chính phủ Việt Nam và Lào. Vì chỉ có một cái hiệp định như vậy thì mới đưa được các cái nội dung ưu đãi dành cho doanh nghiệp nó cao hơn cái khung pháp luật hiện hành của hai nước. Cái nhóm nhiệm vụ thứ hai đấy là phải điều chỉnh lại cái quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết của khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo và khu kinh tế thương mại biên giới Đen Sa Văn, trước hết là tại cái khu vực cửa khẩu. Và cái nhóm nhiệm vụ thứ ba đấy là phải tích cực thu hút đầu tư của doanh nghiệp, trước hết là các cái dự án hạ tầng tại cái khu vực cửa khẩu Lao Bảo và Đen Sa Văn. Thời gian tới, công ty cổ phần liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy sẽ triển khai xây dựng cảng biển nước sâu Mỹ Thủy, đảm bảo cho tàu 100.000 DVKT cập cảng. Dự kiến cuối năm 2025, bến cảng số 1 sẽ đi vào hoạt động. Công ty cổ phần tập đoàn Sơn Hải, một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng đường bộ cao tốc của Việt Nam, đang triển khai các thủ tục đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo với tổng kinh phí đầu tư dự kiến trên 13.000 tỷ đồng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành sau 3 năm triển khai xây dựng. Điểm kết nối của tuyến đường cách cửa khẩu quốc tế Lao Bảo hiện tại khoảng 300 m về phía bắc sẽ mở ra không gian phát triển mới cho khu vực Lao Bảo - Đen Sa Văn. Về phía Lào, tuyến đường nối quốc lộ 15B từ huyện Ta Oai, tỉnh Sai La Van đến Bản Đông, điểm đầu của khu thương mại biên giới Đen Sa Văn, tuyến đường chính đã được thông tuyến, sẽ là tuyến vận tải quan trọng cho hàng hóa từ các tỉnh Sa La Van, Sê Công, Champasak về cảng biển Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo, nhất là mặt hàng than đá. Các dự án quan trọng này sẽ tạo động lực trực tiếp cho khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Đen Sa Văn phát triển. Với đề án xây dựng khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Đen Sa Văn, chúng ta hy vọng các chính sách ưu đãi, cơ chế tạo thuận lợi về hải quan được chính phủ hai nước cho phép áp dụng sẽ tạo ra làn sóng đầu tư mới, mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế đầu tư vào khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Đen Sa Văn trong tương lai gần.